xem ngày tốt tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Dậu. Kính chào quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, xem ngày tốt là một trong những điều mà được mọi người đặc biệt quan tâm trong từng ngày, từng tháng để mọi người có thể sắp xếp công việc phù hợp theo từng ngày, tránh những ngày xấu để có thể làm những chuyện lớn. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Dậu. Trước khi đi tìm hiểu nội dung chi tiết cụ thể trong chương trình ngày hôm nay, quý vị đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Ngày tốt tuổi Dậu trong tháng 10 âm lịch năm 2020. Tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi, sát chủ ngày giờ Dậu, thụ tử ngày giờ Thân, nguyệt phá ngày giờ Tỵ. Để tìm hiểu được ngày tốt của tuổi Dậu thì chúng ta cần phải biết những ngày xấu phải tránh. Ngày xấu tháng 10 âm lịch cho tuổi Dậu gồm có ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Nguyệt Phá, ngày Xung Tuổi, ngày Dương Công Kỵ, ngày Sát Chủ, ngày Thụ Tử, ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Đây là những ngày đặc biệt cần phải kiêng kỵ, tránh làm những việc lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận của gia chủ. Chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết cụ thể từng ngày xấu. Đầu tiên, ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương trong tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Dậu có ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và ngày 27 âm lịch. Trong đó, ngày mùng 3 âm lịch là ngày Giáp Tý, bỏ. Ngày mùng 7 âm lịch là ngày Mậu Thìn, bỏ. Ngày 13 âm lịch là ngày Giáp Tuất, bỏ. Ngày 18 âm lịch là ngày Kỷ Mão, bỏ. Ngày 22 âm lịch là ngày Quý Mùi, bỏ. Ngày 27 âm lịch là ngày Mậu Tý, bỏ. Ngày Tam Nương, mọi người cần đặc biệt tránh chuyện ăn hỏi, cưới xin. Thứ hai, ngày Con Nước. Ngày Con Nước gồm ngày 11 và ngày 25. Trong đó, ngày 11 là ngày Nhâm Thân, bỏ. Ngày 25 là ngày Bình Tuất, bỏ. Thứ ba, ngày Nguyệt Phá gồm những ngày Tỵ. Tất cả những ngày Tỵ đều là ngày Nguyệt Phá, là ngày xấu. Trong đó có ngày mùng 8 âm lịch và ngày 20 âm lịch. Mùng 8 âm lịch là Kỷ Tỵ, 20 âm lịch là Tân Tỵ. 4. Xung Tuổi gồm những ngày Mão. Tất cả những ngày Mão đều là ngày xấu. Trong đó có ngày mùng 6 âm lịch là Đinh Mão, 18 âm lịch Kỷ Mão và 30 âm lịch là Tân Mão. 5. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 23 âm lịch. 23 âm lịch tháng 10 vào ngày Giáp Thân. Ngày sát chủ gồm những ngày Dậu. Tất cả những ngày Dậu đều là ngày xấu, trong đó có ngày 12 là Quý Dậu và ngày 24 là ngày Ất Dậu. Thụ tử gồm những ngày Thân. Ngày Thân tháng 10 âm lịch gồm có ngày 11 âm lịch và 23 âm lịch đã bị loại bỏ từ trước. Cuối cùng là ngày Thiên Địa Chuyển Sát, gồm có ngày Bính Tý và Nhâm Tý. Trong đó, Nhâm Tý tháng 10 không có, chỉ có Bính Tý là ngày 15 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày xấu, xét theo ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Nguyệt Phá, ngày Xung Tuổi, ngày Dương Công Kỵ, ngày Sát Chủ, ngày Thụ Tử, ngày Thiên Địa Chuyển Sát, mà quý gia chủ cần lưu ý, đặc biệt phải tránh chuyện làm ăn, ký kết. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, đó là ngày tốt tuổi Dậu. Ngày tốt chúng ta xét trên hai phương diện, đó là thiên can, gồm Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Qua thiên can, chúng ta có thể xem được ngày lộc tồn là ngày thần tài và ngày quý nhân. Thứ hai, chúng ta có thể xem theo địa chi của tuổi Dậu để tìm ra được ngày đẹp theo nhị hợp và thiên mã. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với phần đầu tiên trong xem ngày tốt của tuổi Dậu tháng 10 âm lịch năm 2020, đó là chọn ngày theo thiên can để tìm ra được lộc tồn, thần tài và quý nhân.
Đầu tiên là Ất Dậu, sinh năm 1945 và 2005. Có những ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân là những ngày Mão, Tý và Thân. Trong đó ngày Mão là ngày xung tuổi, ngày Tý cũng gồm những ngày xấu, chỉ còn ngày Thân. Trong đó ngày Thân cũng trùng với ngày Tự Tử, nên cả ba ngày Mão, Tý và Thân đều không phải ngày đẹp. Tiếp theo cùng đến với Đinh Dậu, sinh năm 1957, có ngày tốt. Có ngày tốt là ngày thần tài và quý nhân vào những ngày Ngọ, Dậu và Hợi. Trong đó ngày Ngọ có ngày mùng 9 âm lịch là ngày Canh Ngọ. Ngày 21 âm lịch là ngày Nhâm Ngọ. Ngày Dậu và ngày Hợi. Ngày Dậu trùng với ngày sát chủ nên không được. Ngày Hợi thì có mùng 2, 14 và 26 âm lịch. Trong đó mùng 2 âm lịch là Quý Hợi, 14 âm lịch là Ất Hợi và 26 âm lịch là Đinh Hợi. Tiếp theo, Kỷ Dậu sinh năm 1969, có những ngày thần tài và quý nhân vào ngày Ngọ, Tý và Thân. Trong đó, ngày Ngọ có ngày mùng 9 âm lịch và 21 âm lịch. Mùng 9 âm lịch là ngày Canh Ngọ, 21 âm lịch là ngày Nhâm Ngọ. Ngày Tý và ngày Thân. Ngày Tý là ngày xấu, ngày Thân là ngày Tự Tử cũng là ngày xấu nên không được. Tân Dậu sinh năm 1981, có lộc tồn và quý nhân vào những ngày Dậu, Ngọ và Dần. Trong đó ngày Dậu là ngày sát chủ, không được. Ngày Ngọ có ngày mùng 9 âm là ngày Canh Ngọ, 21 âm là Nhâm Ngọ. Ngày Dần có ngày mùng 5 âm lịch, 17 âm lịch và 29 âm lịch. Trong đó mùng 5 âm lịch là Bính Dần, 17 âm lịch là Mậu Dần và 29 âm lịch là Canh Dần. Cuối cùng, Quý Dậu sinh năm 1993, có ngày lộc tồn và quý nhân vào những ngày Tý, Tỵ và Mão. Trong đó Tý và Tỵ và Mão đều là những ngày xấu. Tỵ là ngày nguyệt vá, Mão là ngày xung tuổi nên Quý Dậu không có ngày tốt. Trên đây là xét theo ngày tốt, tính thiên can để tìm ra được thần tài và ngày quý nhân. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần xem ngày tốt theo địa chi của tuổi Dậu. Địa chi của tuổi Dậu để tìm ra nhị hợp và thiên mã gồm có những ngày Thìn và ngày Hợi là ngày đẹp. Trong đó ngày Thìn có ngày 19 âm lịch là Canh Thìn. 19 âm lịch là Canh Thìn. Và ngày Hợi. Ngày Hợi gồm có những ngày mùng 2, 14 và 26. 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 Quý vị thân mến, trên đây là những ngày tốt của tuổi Dậu trong tháng 10 âm lịch năm 2020 xét theo thiên can và địa chi. Chúng ta cùng tổng quát lại những ngày tốt của tuổi Dậu một cách cụ thể và chi tiết nhất. Đầu tiên, Ất Dậu sinh năm 1945 và năm 2005, có ngày mùng 2 âm lịch, ngày 14 âm lịch, 19 âm lịch và 26 âm lịch. Thứ hai, Đinh Dậu sinh năm 1957, có ngày mùng 2 âm lịch, mùng 9 âm lịch, 14 âm lịch, 19 âm lịch, 21 âm lịch và 26 âm lịch. Kỷ Dậu sinh năm 1969, có ngày mùng 2, mùng 9, 14, 19, 21 và 26 âm lịch. Tân Dậu sinh năm 1981, có ngày mùng 2 âm lịch, mùng 5 âm lịch, mùng 9 âm lịch, 14 âm lịch, 17 âm lịch, 19 âm lịch, 21 âm lịch, 26 âm lịch và 29 âm lịch. Quý Dậu sinh năm 1993, có ngày mùng 2 âm lịch, 19 âm lịch và ngày. Quý Dậu sinh năm 1993, có ngày mùng 2 âm lịch, 14 âm lịch, 19 âm lịch và ngày 26 âm lịch. Trên đây là những ngày xấu theo tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Dậu và những ngày tốt mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý để có thể lựa chọn, sắp xếp công việc một cách phù hợp và ổn thỏa nhất. Trên đây là tất cả những thông tin trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị.
về phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt vào tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Dậu. Rất cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh Phong Thủy Gia Cát. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.